Dạ vâng, đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX nhà sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, khối động cơ em nó là 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15K02606. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, bản full cửa sổ trời, đề lỗ start top, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũng Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũng Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy yêu ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX, màn hình cam lùi đầy đủ, màn hình Android cam lùi đầy đủ các nhá. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Nhà hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày các bác nhá, rất là dày. Đồ đạc thì của em nó thì khá là dễ thay thế luôn. Ấy, sơn xi thì màu đen xịn sò, không đổi màu và không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX nhập khẩu nguyên con, phải nói rất là đẹp luôn. Trang bị la răng hút 4 bánh này, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Phanh đĩa 4 bánh này, túi khí cũng như ABS. Vâng, lốp dép của em nó rất là dày dặn luôn các bác nhá. Lốp dép thì rất là dày dặn luôn, tất cả hệ thống cua lốp không hề có một chút cục mọt nào. Tay lắm mở cửa Opilock mạ chrome. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, một mẫu xe Daihatsu. Vâng, sản xuất những năm 2010. Số tự động, động cơ 1.6 này. Bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng các bác nhá. Trang bị lót sàn 5D 6D này. Đấy, lót sàn 5D 6D rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng này. Đấy, với giá tiền chỉ với 238 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân của mẫu xe Daihatsu Lacetti nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, bản full cửa sổ trời này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Đấy, nội thất thì em nói này rất là tươi luôn, ghế da trang bị hai màu, ghế da xịn sò nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, vâng, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng luôn. Đấy, mẫu xe gia đình sử dụng này, hệ thống bệ bậc lên xuống này, đó, rất là đẹp luôn các bác nhé. Gương kính chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện và cột xe, tất cả những hệ thống khung cánh cửa của xe không hề có một chút mục mọt nào các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Đấy, hệ thống keo chỉ của xe này, keo chỉ của em nó keo chỉ zin các bác nhé, keo chỉ zin luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Phần hệ thống thông số kỹ thuật này, đấy, tem mát thuật máy sản xuất này, ốc ác bản nề này, đó, chưa hề động đến cây lê bỏ đất các bác nhá. Hệ thống cột kèo của xe, đấy, phần cột kèo của xe này, đó, cột kèo này, đấy, ốc ác bản nề, phải nói rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Đấy, khóa khiển của em nó này, khóa khiển nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Daihatsu Lacetti. Đấy, bản CDX số tự động, động cơ 1.6. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó ăn tầm khoảng 7 đến 8 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người các bác nhé. Đấy, tất cả bô lăng của em nó này. Đấy, bô lăng rất là đẹp luôn, mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhé. Đấy, không báo một lỗi gì luôn. Đấy, màn hình Android này. Đấy, màn hình Android các bác nhá. Đấy, camera lùi đầy đủ này. Camera lùi đầy đủ, led như là Sony luôn. Đấy, quả số này, phanh tay này. Đó, phần trần của xe này. Trần của em nó là trần nỉ nguyên bản các bác nhá, trần nỉ nguyên bản này. Đấy, bản full cửa sổ trời các bác này. Đấy, cửa sổ trời này. Rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, phải nói là tuyệt vời trên cả ông mặt trời luôn các bác nhá. Đấy, chắn nắng này. Đấy, mở ra có gương trang điểm này, chắn mắng nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, hộp đựng kính này. Đấy, trong đây có cả kính các bác nhá. Đấy, có cả kính luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện này. Đấy, kính gương kính chỉnh điện các bác nhá. Hoạt động rất là trơn tru luôn. Đó, rất
là độ ok các bạn nhá. Rồi, rất là ok các bạn ạ. Rồi, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc, gương kính chỉnh điện, cụp xe, túi khí cũng như ABS này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ, khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Daewoo, vâng, nhập khẩu nguyên con các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Đấy, mang phiên bản này là phiên bản số tự động các bác nhá, động cơ chỉ với 1.6 thôi. Form dáng của con này thì không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá. Đấy, form dáng của em nó rất là đẹp luôn, không bao giờ bị lỗi thời luôn các bác này. Đấy, trang bị cảm biến nồi, cảm biến va chạm, màn hình cam nồi đầy đủ, nội thất thì rất là tươi luôn. Nội thất phải nói là tươi như ra rói các bác nhá, tươi như hoa luôn các bác này. Đấy, bản phun cửa sổ trời rất là ok luôn. Đấy, lốp dép của em nó đây, hệ thống lốp dép này rất là dày dặn các bác nhá, rất là dày dặn luôn. Tất cả những cái hệ thống cua lốp này không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, không hề mục mọt các bác nhá, không đâm xô, không tai nạn. Vâng, sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ, khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ, khoang máy của chiếc Daewoo Lacetti bản CDX, sản xuất 2010, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, máy móc này các bác xem, máy móc này, máy em nó thì lổ rất là êm luôn. Đấy, máy rất là chất các bác nhá. Đấy, máy chất gầm chắc phun số ngọt. Vâng, máy số ngon. Vâng, tất cả mọi chức năng của em nó vẫn vận hành bình thường ok luôn. Đấy, mà giá tiền thì chỉ với 238 triệu đồng thôi. Vâng, 238 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ, bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, tất cả hệ thống ủi giảm sóc các bác này. Đấy, ủi giảm sóc các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Máy móc này, máy đổ rất là êm. Đấy, đổ rất là êm luôn các bác này. Máy thì không có một chút gì dầu là luôn. Đấy, không hề có một chút gì dầu đâu các bác nhá. Hệ thống tổng quan của lắp capo này. Đó, tổng quan của lắp capo các bác nhá. Đấy, tem mác này. Đấy, các lỗ của nó này tròn, không hề có hiện tượng móp méo luôn. Đấy, lớp lỉ của nó này. Đấy, lớp lỉ nguyên zin các bác nhá. Đấy, máy gầm thì đại chất luôn, côn số ngon. Vâng, máy số ngon. Vâng, một mẫu xe Daewoo Lacetti phải nói là rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời các bác nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Con này thì máy móc của nó rất là chất, máy gầm thì đại chất các bác nhá. Con này thì chạy rất là đầm chắc luôn. Đấy, rất là đầm chắc các bác nhá. Đấy, tôn vỏ của em nó rất là dày dặn luôn. Đấy, sơn si thì là các bác xem này, sơn si thì rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là bóng bẩy luôn. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, một em gái đến từ Hàn Quốc, phải nói rất là đẹp luôn. Xi nhan báo rẽ bên sườn này. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 2 năm 2023. Phần hệ thống lóc của xe này. Đấy, lóc của xe các bác nhá. Sau đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Phần táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly cánh cửa này vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này, phần keo chỉ của xe này. Đấy, bệ bậc lên xuống này. Đấy, những cái ốc ác bản nề này. Đấy, ốc ác bản nề các bác nhá. Hệ thống cột kèo này. Đấy, tất cả cột kèo này. Đấy, cột kèo ok luôn. Đấy, cột kèo đinh tán này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất này rất là tươi. Hệ thống táp ly cánh cửa này. Đấy, phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đây các bác xem này, vẫn còn gai sần này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả những cái ốc ác bản nề. Đấy, em sẽ rung to cho các bác xem này, chưa hề động đến kale mở lết luôn. Đấy, bệ bậc lên xuống này. Còn đây là phần hệ thống quả lốp của đằng sau bên phụ các bác nhá.
Đấy, lốp dép này rất là dày dặn luôn, tất cả hệ thống cua lốp này không có một chút mục mọt nào các bác nhá, không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng mà giá tiền bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là chỉ 238 triệu đồng thôi. Đấy, mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, ai mua xe đẹp, xe rẻ chạy khỏe đến cửa hàng bên em. Đấy, bên em là đơn vị chuyên mua bán. Đấy, chuyên mua bán và trao đổi ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Và sau đây là phần gầm của xe các bác này. Đấy, các bác xem phần gầm này. Gầm bệ của em nó này không có một chút mục mọt nào luôn các bác nhá. Đấy, phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, mà giá thì rất là rẻ các bác nhá. Số tự động. Vâng, đời 2010. Mà giá tiền thì chỉ với 238 triệu đồng. 238 triệu đồng, bên Đoàn Nghị có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Daewoo Lacetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc này cứ alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.